Hello mọi người, giờ chuẩn bị Tết rồi nên là trong vlog này mình sẽ làm một số việc quan trọng để chuẩn bị đón Tết. Thì đầu tiên đó là dọn dẹp, đặc biệt là bàn học. Năm nay mình sẽ có một kỳ thi vô cùng quan trọng nên là mình sẽ khiến cho cái bàn học của mình nó tối giản nhất có thể. Mọi người thì dọn nhà cuối năm, còn mình thì dọn bàn. Đây là cái khăn trải bàn mà mình vừa mới mua được trên Shopee, thì mình mua của shop này nhiều lần lắm rồi. Mình chỉ thích dùng một loại màu trắng này thôi, nó còn có nhiều màu nữa hay sao á. Thôi bây giờ mình sẽ dọn bàn luôn nha. Có một phong cách sống của người Nhật mà mình thấy rất là hay, đó là minimalism, là phong cách tối giản á. Nghĩa là mình sẽ bỏ bớt đi những thứ mà không quan trọng. Thường thì đồ vật nào trên 3 tháng mà mình không có đụng tới hoặc là không sử dụng nữa thì mình sẽ tặng lại cho người cần nó. Hoặc là mình cứ bỏ thôi, tại vì miễn sao là cho mình cảm thấy thoải mái nhất có thể là được. Nhưng mà cũng thỉnh thoảng thì mình mới làm như vậy thôi, tại vì hiện tại thì mình chưa có thời gian để ngồi soạn lại. Nhưng mà nếu mọi người theo đuổi được phong cách sống này thì mình thấy là nó cũng khá là hay. Đây là một vài video mà nói về minimalism nè. Nếu có thời gian thì mọi người hãy xem thử nha. Nhân dịp được nghỉ Tết cũng khá là nhiều ngày rảnh thì mọi người nhớ follow Insta của mình để xem mình sẽ làm gì nhỉ. Còn đây là page Facebook của mình. Trời ơi, mới dọn bàn gần đây mà bây giờ nó đã bừa bộn trở lại rồi nè. Mình định có hết đồ luôn, chỉ để lại những thứ thật sự cần thiết trên bàn mình thôi để cho nó sạch sẽ hơn. Mà nhìn nhiều tập sách vậy thôi nha, chứ mình ít đụng vô lắm. Hy vọng là năm mới này mình sẽ chăm chỉ hơn và đạt được nhiều thành tựu mong muốn. Ui, đây là những tấm thư tay của các hãng tặng mình nè, mình đều giữ lại hết tại vì nó quá là dễ thương. Mình còn có vài cuốn sách đang đọc dang dở nhưng mà mình thấy rất là hay. Cuốn mà mình thích nhất là cuốn Nếu biết trăm năm là huống hạn này nè, và một vài cuốn khác nữa cũng hay lắm luôn. Hồi lớp 11 thì mình đọc cuốn Không gì là không thể. Mình cảm thấy là những cuốn sách này nó giúp được rất là nhiều cho môn văn ở trường và nó cũng an ủi tâm hồn mình trong đời sống kiểu vậy. Giờ thì mình sẽ tháo gỡ hết mọi thứ trên bàn rồi đổi luôn cái khăn. Bỏ một vài thứ thì mình cũng tiếc, nhưng mà để trên bàn thì không có dùng đến thì cũng vậy à. Cho nên là thôi, mình sẽ làm cho cái không gian này nó ít đồ đi nhất có thể. Thì sau khi lau dọn bàn xong rồi chải khăn xong thì bây giờ mình sẽ sắp xếp lại cái bàn. Mình sẽ không có dựng kệ theo kiểu cũ nữa mà mình lật nó lại để cho chống chỗ. Mấy cái kệ này thì mình mua cũng khá là rẻ, mình đã để link ở bên dưới mô tả cho mọi người rồi á. Mua về rồi mình tự lắp theo ý mà mình muốn thôi. Nó có mẫu ở trên Shopee nhưng mà mình không thích gắn theo kiểu đó, mình tự nhiên cái mình không biết gắn, xong cái mình gắn đại theo kiểu này nè. Nhưng mà tính ra thì nó cũng tiện. Giờ thì mình sẽ sắp xếp hết sách vở vào. Mình chỉ còn giữ lại sách giáo khoa với lại những cuốn mà mình thường dùng thôi. Còn lại thì mình cất hết vào tủ, khi nào cần thì mình sẽ xem lại. Nói chung là mình sẽ không để ở trên bàn quá nhiều. Và ta-da, cuối cùng cũng xong rồi đây. Nhìn nó sạch sẽ hơn nhiều luôn, nhưng mà cũng không gọi là tối giản lắm. Nói chung là nhìn nó cũng hơi bừa đó, nhưng mà thôi kệ. Bây giờ mình sẽ quay một vài góc cho mọi người xem. Ui, nhưng mà công nhận là màu đẹp thiệt, xuất sắc quá. Mình dọn hết đống này là nguyên buổi chiều luôn á. Nếu mà mọi người có thời gian thì cũng thử dọn dẹp bàn hoặc là tủ để đón Tết cho vui. Dọn hơi mệt nha, nhưng mà gọn gàng nhìn thích lắm luôn. Để cho mọi người xem hình ảnh so sánh cái bàn lúc mà trước khi dọn và sau khi dọn của mình. Dọn xong thì cũng khá là mệt rồi nên là bây giờ mình sẽ ngồi nghỉ ngơi nghe nhạc tí. Khoe với mọi người, mình vừa được tặng cặp loa để bàn này, nghe nhạc hay là coi phim siêu đã luôn. Mình đã cắm vô xong rồi nè, bây giờ mình sẽ mở thử nhạc cho mọi người nghe nha. Ok, và tiếp theo chắc chắn không thể thiếu đó là planning. Mình bắt đầu lập ra những kế hoạch cho bản thân từ hồi lớp 10. Và rất là may mắn là mọi kế hoạch mà mình đề ra mình đều làm được hết. Thì kể từ lúc đó là mình càng có thói quen planning, nhất là vào dịp đầu năm mới này. Mình muốn định hướng tương lai sắp tới nên là mình sẽ ghi ra những cái ý định, mục tiêu của mình rồi mình từ từ đi theo. Và lưu ý là mình sẽ chỉ ghi những mục tiêu thiết thực và nằm trong khả năng của mình. Mình vẫn còn rất là nhiều kế hoạch và dự án khác trong thời gian sắp tới, nhưng mà hiện tại thì mình vẫn phải tập trung cho việc học trước. Bây giờ thì mục tiêu lớn nhất của mình là kỳ thi cuối cấp sắp tới đây. Giờ mình bắt đầu thấy sợ thiệt luôn á, tại vì sau Tết thì chỉ còn có mấy tháng nữa thôi. Vậy bây giờ mình cũng đang cố gắng tập trung lắm, nhưng mà đôi khi mình vẫn còn rất là lùi á. Thì thôi, năm mới rồi mình cứ gán thôi. Thà là mồ hôi trên giấy còn hơn nước mắt trong phòng thi. Và đó là kế hoạch của mình. Mọi người cũng thử lập kế hoạch cho bản thân trong năm mới này nha. Tất nhiên là phải chăm sóc da cho đẹp để đón Tết rồi. Vừa rồi mình phải thức khuya để học bài cho nên là bị khá là nhiều mụn. Nhất là mụn thâm luôn á. Bây giờ trộm vía thì mình đã đỡ hơn rồi nè. Từ giờ mình phải chăm chỉ skincare thôi. Mình đang dùng kem dưỡng trắng của Senka. Mình dùng sữa rửa mặt của Senka luôn, thì mình dùng từ hồi lớp 9 tới bây giờ luôn rồi á. Giờ mình còn xài thêm kem dưỡng nữa. Mình mua được cái combo này theo lời của anh Komi Duy. Tại vì hồi trước mình dùng vitamin C á, mà da nó cứ bị vàng với lại lên mụn hoài à. Cho nên là từ ngày đổi qua cái này thì mình thấy xài ổn hẳn hơn luôn. Mùi của nó cũng khá là dễ chịu và không có bị gắt. Mình cảm thấy là da mặt mình nó trắng đều màu hơn á. Do là trong thành phần có chứa 2% tranexamic acid, nó giúp làm mờ thâm mụn, dưỡng trắng với lại đều màu da. Đây là kem dưỡng trắng ban ngày. Một số thông tin chi tiết về sản phẩm mình đã để trên màn hình cho mọi người tiện xem nè.
hôm nay mình có việc ra ngoài một xíu cho nên là mình sẽ dùng luôn. Vì loại này có chống nắng SPF 25+ và còn có PA 2+. Nếu mà bạn nào không ra đường thì dùng kem này thay cho kem chống nắng luôn cũng được nè. Khi nào ra đường nhiều thì dùng thêm kem chống nắng đó là yên tâm. Dành cho bạn nào chưa biết thì chỉ số SPF 25+ là sẽ chống lại tia UVB, là cái tác nhân mà gây ra sạm da với lại cháy nắng á. Còn chỉ số PA 2+ thì nó sẽ chống lại tia UVA, là những tác nhân gây đốm nâu, tàn nhang, lão hóa. Vì được kết cấu ở dạng whip cho nên là nó mỏng nhẹ, tơi xốp. Khi mà tán lên da thì nó sẽ không có bị vệt trắng hay là cợn cợn trên mặt đâu. Kem ban ngày thì mùi hơi nồng hơn một tí. Cá nhân mình thì thích cái mùi của hộp ban đêm hơn, tại vì nó nhẹ nhàng, hương nó hơi thoang thoảng á. Mình dùng luôn một combo để cho da mau trắng với lại giảm thâm nhanh hơn nè. Hello mọi người, mình vừa mới đi ăn tiệc về thì mình vừa mới skin care xong. Giờ mình sẽ tới bước dưỡng da. Đây là kem dưỡng da ban đêm nè. Thành phần thì giống y như kem ban ngày, nhưng mà loại này thì được kết cấu theo dạng gel, mát lắm luôn á. Mình thích loại này nhất tại vì mình cảm thấy là da mặt mình kiểu như là nó được cấp ẩm cả đêm mà nó mát lắm nha, siêu đã luôn á. Mình nằm máy lạnh nguyên đêm nhưng mà sáng hôm sau rửa mặt xong thì da mặt mình nó vẫn mịn, mà sờ nó đã lắm mọi người. Kiểu như là nó mịn mịn á, mà gò má nó cũng hơi hồng hồng nữa. Mình nghĩ là do thành phần hầu hết là từ thiên nhiên của Nhật cho nên là làm da mình cảm thấy mịn mượt và căng bóng hơn rất là nhiều luôn. Dưỡng da xong rồi, giờ mình thay đồ và đi ngủ đây. Bye bye. Sau 2 tuần sử dụng thì da mình sẽ trở nên căng bóng và mượt mà hơn. Đây là da của mình sau quá trình sử dụng nè. Và tất nhiên không thể thiếu được đó là đi mua sắm. Lần này thì mình chủ yếu mua đồ ăn linh tinh, nhưng mà cũng gọi là chuẩn bị Tết đó. Chủ ui phải mua ly trà đào mới chịu. Không biết nữa nhưng mà dạo này mình thèm trà đào. Milo nữa nè, mình thích đi siêu thị mua mấy cái đồ này lắm luôn á. Trời gì vậy, cũng uống đâu ra gì? À, mình cũng cực kỳ thích uống trà luôn. Kiểu vừa ngồi học vừa uống nước á, nên là mình sẽ mua một vài hộp trà hibiscus với lại trà trái cây. Mê lắm luôn. Trà cozy là mình hay uống nhất nè. Mọi người biết gì không? Ở trong metro nó có cái kem mà mình thích nè. Trời ơi, giá trong đây rẻ hơn ở ngoài nhiều luôn á. Kiểu mình thích ăn mấy ngày nay rồi, nhưng mà giờ gặp ở đây là phải mua liền mua liền. Cuối cùng là đi chụp hình Tết thôi. Hôm nay thì mình sẽ nhờ mẹ mình make up cho đẹp nè, đeo thêm lens của TTDI nữa. Mình vừa mới được mẹ may cho bỏ áo dài cho nên là mình sẽ đi chụp hình với bỏ áo dài đó luôn. Đây là mẹ của mình. Mẹ vô, hello. Hello mọi người. Wow, bóng lưỡng. Da mình dạo này thì nó cũng đỡ hơn nè, nhưng mà mụn với thâm thì nó vẫn còn á. Thôi ráng hết năm nay thì mình sẽ dưỡng lại hết, chứ học hành mệt mỏi xì chết lắm. Make up giữa chừng cái mẹ đi đâu luôn nên mình phải tự làm nè. Giờ thì xả tóc ra thôi, công nhận là được mẹ make up cái đẹp hẳn hơn luôn á. Oh my god. Còn đây là bó dài mà mẹ đặt may cho mình nè. Đó là kiểu cổ yếm tay phòng á. Mình sẽ ghé quán Catinat để chụp, chứ mấy cái chỗ chụp Tết nó đông á, mình cũng hơi lười. Trời ơi, mê cái lớp make up này quá, đi thôi. Cảm ơn yêu rất nhiều nha. Tóc uống này cũng đẹp nữa nè, nhưng mà qua Tết thì mình định cắt tại vì nó dài quá rồi. Đây là ly nước mà mình order, trà nho chuỗi ngọc cũng khá là ngon. Thôi để mình cho mọi người xem thành quả nha. Vlog của mình đến đây cũng là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem và chúc mọi người năm mới thật là vui vẻ và bình an.